Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ với quý vị cách để thay đổi số điện thoại và thay đổi địa chỉ email trên cái app bảo mật Authy2FA. Ở những video trước, KTV đã chia sẻ với quý vị cách để đăng ký cái app này. Rồi, thì ở đây KTV sẽ sử dụng cái Authy màu đỏ. Ok chưa? Và quý vị để ý đến cái biểu tượng khi quý vị tải từ CS Play hoặc là tải từ App Store. Rồi bây giờ KTV sẽ đăng nhập vào cái app Authy này. Quý vị để ý đến cái biểu tượng cài đặt này, phía bên trên góc phải màn hình. Rồi thì ở đây quý vị chọn cài đặt luôn. Và ở ô thứ nhất là số điện thoại này, ô thứ hai là địa chỉ email này. Ok chưa? Rồi KTV sẽ thay đổi cái địa chỉ email này. Quý vị chọn luôn vào cái địa chỉ email, nó sẽ ra một cái dòng chữ. Ô thứ hai, quý vị hãy nhập địa chỉ email mà quý vị muốn thay đổi vào. Rồi, ví dụ ở đây KTV đang sử dụng địa chỉ Hotmail thì KTV sẽ chuyển sang địa chỉ Gmail. KTV sẽ nhập cái địa chỉ Gmail vào ô bên dưới. Rồi, nhập xong quý vị chọn trang email này. Quý vị chọn OK này. Thì sẽ có một cái thông báo được gửi vào cái email của quý vị. Quý vị hãy mở email lên. Và quý vị hãy nhấp vào cái đường link. Ok chưa? Rồi bây giờ KTV sẽ mở mail lên này. KTV sẽ đăng nhập bằng tài khoản Gmail. Rồi, đây thì quý vị để ý cái Authy đây này. Đó. Đây là cái thông báo quý vị thay đổi email. Rồi, thì quý vị chọn vào cái đường dẫn đây. Đó, ok chưa? KTV sẽ kích vào đường dẫn này. Ok, vậy là đã thành công rồi này. Báo thành công. Rồi, bây giờ quý vị trở lại cái app Authy2FA. Ok chưa? Đó. Về cái phần số điện thoại, quý vị cũng nhập tương tự như vậy. Ở cái phần code này, quý vị hãy đánh là Việt Nam và chọn Việt Nam cộng 84 này. Ở cái phần cell phone number thì quý vị hãy nhập cái số điện thoại của quý vị vào. Và quý vị có thể bỏ số 0 đằng trước đi. Ok chưa? Nhập xong thì quý vị chọn vào trang phone và sẽ có một cái tin nhắn được gửi đến số điện thoại
mà quý vị vừa nhập đó, và quý vị lấy mã để nhập vào và xác nhận. Vậy là đã xong cái phần thay đổi email và thay đổi số điện thoại. Ok, về cái phần này KTV xin nhắc lại quý vị một lần nữa, quý vị hãy vào cái account này để đồng bộ cái dữ liệu. Đó. Thì quý vị để ý này, cái phần backup đây này, quý vị phải bật màu xanh. Và đây màu xanh KTV đang bật rồi. Bởi vì sao phải bật backup? Khi quý vị làm mất điện thoại hoặc quý vị xóa mất cái app Authy này thì quý vị chỉ cần nhập đúng số điện thoại và đúng cái mật khẩu backup thì tự động tất cả các dữ liệu sẽ được đồng bộ lên một cái thiết bị khác. Ok, và quý vị có thắc mắc gì quý vị hãy comment ngay dưới video này. KTV xin kết thúc video tại đây.